Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay nhà thuốc Đông y Bảo Lập Đường, địa chỉ ở Thọ Vực, Đội Bình, Ứng Hòa, Hà Nội, giới thiệu đến quý vị và các bạn bệnh viêm đau dây thần kinh tọa và thuốc chữa. Thưa quý vị, bệnh viêm đau dây thần kinh tọa thường là người ta đau một bên từ mông chạy xuống các ngón chân. Có thể là do vôi gai thoái hóa cột sống bị chèn ép thoát vị đế đệm, hoặc bị do lạnh, hoặc bị do viêm. Thưa quý vị, đây là cái mẫu hình tượng trưng. Đấy, viêm đau dây thần kinh tọa thì có bị thoái hóa cột sống hoặc bị viêm, bị lạnh, là đau tê tức từ mông chạy xuống dọc mặt sau. Đấy, mặt sau của cái chân thông thường là bị một bên, hiếm người bị hai bên, và lan ra các ngón chân, bị lặng là tê tức ở ngón chân. Bệnh này để lâu là có thể là gây teo chân. Đấy, vì lý do là dây thần kinh tọa là sợi thần kinh to nhất trên cơ thể. Tây gọi là dây thần kinh hông to, còn dân gian thường gọi là thần kinh tọa hoặc là thần kinh ngồi, bởi vì nó chạy từ mông ngang thắt lưng, ngang ra mông và chạy xuống dọc đằng sau của chân và chạy ra các ngón chân. Khi bị bệnh này thì gây tê bì chân và có những người lặng đi lại khó khăn, thậm chí ngồi dậy đứng lên cũng khó. Đó. Thì đối với cái bệnh này, Đông y thì có nhiều phương pháp để chữa, ví như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt. Nhưng châm cứu bấm huyệt không phải lúc nào bệnh nhân cũng có điều kiện để đi chữa như vậy. Và nhà thuốc Đông y Bảo Lập Đường xin giới thiệu với quý vị và các bạn được biết là cái thuốc rượu thuốc này chuyên chữa về bệnh viêm đau dây thần kinh tọa. Thứ nhất là thảo dược, nhà thuốc đã ngâm thành rượu rồi, rất là dễ dùng, dễ bảo quản, không bị lấm mốc, không cần đun, không cần sắc. Mỗi ngày uống có hai cái chén như thế này, một chén sau ăn trưa và một chén sau ăn tối, hoặc là một chén sau ăn trưa và một chén trước khi đi ngủ thì càng tốt. Đấy, liều dùng rất là vi lượng. Thông thường người ta uống từ 1,5 lít cho đến 2 lít đã ổn định rồi, không còn bị đau nữa. Tuy nhiên đối với trường hợp thoát vị đĩa đệm thì phần trăm cũng có thể là đỡ nhiều thôi, 50-60% thôi. Vì lý do là thoát vị đĩa đệm thì là cái gốc của nó là do thoát vị thì cần phải điều chỉnh trước khi uống thuốc thì tốt hơn. Còn đối với bị vôi gai thoái hóa chèn ép hoặc là bị viêm thần kinh tọa do lạnh hoặc là bị tổn thương dây thần kinh tọa thì dùng thuốc này rất là tốt. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu về sử dụng này cũng như là tư vấn này, quý vị và các bạn liên hệ với nhà thuốc Đông y Bảo Lập Đường, số điện thoại là 0989 759 199 hoặc số 0813 713 713 để được tư vấn và dùng thuốc kịp thời. Bệnh viêm đau dây thần kinh tọa để lâu có thể gây teo chân và đi lại khó khăn, thậm chí có những người ngồi xuống và đứng lên cũng không không đi được được và có những trường hợp nói hơi tục một chút đi vệ sinh cũng còn khó, và tôi đã điều chỉnh bằng cách dùng rượu thuốc này. Còn nếu đối với bệnh nhân ở gần thì tôi sẽ điều chỉnh từ cột sống hoặc là chích máu một số chỗ thì phần trăm khỏi sẽ nhiều hơn và khỏi nhanh hơn, vì tôi sẽ khơi thông các cái ách tắc. Còn nếu bệnh nhân ở xa thì dùng rượu thuốc này cũng khá là hiệu quả cao, và nhà thuốc chuyên chữa về cái bệnh này, và trước đây nhà thuốc đã chữa cho rất là nhiều người khỏi hẳn cái bệnh viêm đau dây thần kinh tọa này rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Thưa quý vị, hình ảnh quý vị và các bạn đang nhìn đó là hình ảnh bình ngâm rượu thuốc chuyên chữa về viêm đau dây thần kinh tọa của nhà thuốc.
Nhà thuốc cũng đang chuẩn bị chắt ra hai chai này nó rơi vào 1,5 lít để gửi cho bệnh nhân. Thông thường thì người ta dùng từ 1,5 lít cho tới 2 lít là đã ổn ổn cái bệnh viêm đau dây thần kinh tọa rồi. Xin mở quý mở cái chai ra để quý vị nhìn, nó hoàn toàn là thảo dược. Không ai ngâm tân dược vào làm thuốc à? Vì nếu ngâm vào rượu thì sẽ nếu ngâm tân dược thì sẽ không có giá trị nữa, không còn giá trị nữa. Chai này cũng gần chắt hết rồi. Đây còn áng chừng được khoảng tầm tầm 2 lít nữa. Tầm 2 lít nữa. Này, quý vị thăm mấy cái bình rượu này cũng là chữa viêm đau dây thần kinh tọa này. Nhà thuốc ngâm được khoảng tầm hơn tháng là bắt đầu uống được rồi. Hơn 1 tháng là bắt đầu đã sử dụng được rồi. Và trên này nhà thuốc cũng có mấy bình nữa. Đấy. Có cả loại lá đang xanh. Mùi thơm phương phức. Thuốc chữa không biết bao nhiêu người khỏi cái bệnh viêm đau dây thần kinh tọa bởi thuốc đơn ngâm thảo dược này rồi. Anh Cương vừa cậy ra. Đó, hũ này cũng gần uống rồi. Tác dụng của nó là làm ổn định các cái dây thần kinh tọa. Cái dây thần kinh tọa làm bị tổn thương vì một lý do nào đó thì nó cũng ổn định lại được. Trên này có vài bình nữa. Ngâm cả thảo dược vào. Rồi, bây giờ chắt thuốc để chuẩn bị gửi đi. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, đây là những chai rượu thuốc tôi vừa chắt ở bình ra. Đấy. Một chai này là 1,5 lít, cộng với cái này 500 ml là 2 lít. Thông thường người ta uống từ 1,5 lít đến 2 lít là tốt rồi. Đây, hai chai này cũng rơi vào 1,5 lít. Đấy. Rượu thuốc chuyên chữa về viêm đau dây thần kinh tọa của nhà thuốc. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 26, 26 thâm âm, 26 dương. Thưa quý vị, đây là các cái thuốc nhà thuốc đã đóng mác rồi. Chuẩn bị 3,5 lít để gửi cho một số bệnh nhân. Đơn thuốc chủ trị viêm đau dây thần kinh tọa, tê tức nặng phía sau mặt chân, nan từ mông xuống, gân gót tới các ngón chân nơi dây thần kinh tọa chạy qua. Cách dùng ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 chén hàn mít. Rượu thuốc tương đương với 20 ml uống sau bữa ăn, trưa và bữa ăn tối hoặc trước khi đi ngủ thì càng tốt. Đấy. Thuốc có đơn giản vậy thôi ạ. Xin nếu quý vị và các bạn có nhu cầu tư vấn dùng thuốc thì liên hệ với nhà thuốc theo số điện thoại trên.